Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The King Favor. Mình đang trên quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có cái đèn đỏ. Và để chờ hết đèn 3, 2, 1. 1, bắt đầu. Đây là hướng về Sài Gòn. Lên mặt trời nằm ở phía trước mặt đó, hơi chói. À, trên đường về thì mình sẽ ghé vô ăn bánh canh. Đây, ghé vô. Quán này cũng lớn quá ha. Nên cũng đông rồi. Có gửi xe. Mình đã kêu hai tô. Một tô là bánh canh nạc với lại hủ tiếu. Hủ tiếu nhìn cũng rất là ngon. Chúng ta sẽ thử ăn nước dùng trước. Thì nước dùng này là có mùi rất là thơm luôn á, múc lên cái mùi rất là thơm. Và để thử một miếng nước dùng trước. Hương vị cũng rất là đậm đà, ăn cũng vừa miệng lắm. Rồi và bánh canh với lại hủ tiếu này sẽ ăn chung với lại rau. Có rau sống nè, đây là có xà lách, rồi các loại rau thơm ở bên đây. Đây là các loại rau thơm nè, rau quế. Giờ để ăn thử cộng bánh canh. Bánh canh có vẻ ngon nha. Còn bánh canh ăn á, bánh canh ăn nó phải dai dai thì nó mới ngon. Ăn chung với nước dùng rất là ngon luôn á. Rồi giờ để thử thêm cộng hủ tiếu nữa. Muốn biết được cái vị chính xác á thì chúng ta đừng có nên bỏ ớt hay là nêm nước tương vô, nó sẽ mất đi cái vị nguyên bản của món ăn á. Ăn xong rồi lúc đó bạn muốn bỏ ớt hay sau đó nó sẽ chính xác hơn ha. Rồi giờ mình sẽ ăn thử. Đây là cộng hủ tiếu dai ha. Mình cũng rất là thích ăn hủ tiếu dai. Rồi giờ chúng ta sẽ ăn thử nha. Theo như mình thấy á thì cộng hủ tiếu dai này ăn cũng rất là ngon. Này để lát nữa mình lặt rau vô ăn chung là thơm lắm luôn á. Mình đã nạp năng lượng xong và tiếp tục từ ở đây là Bà Rịa, vẫn còn ở Bà Rịa về Sài Gòn. Mình đang đi trên quốc lộ 51. Thì theo như mình cảm nhận ở quán ăn này thì hương vị làm rất là ngon. Một khẩu phần ăn thì cũng vừa đủ. Xe bị gì đây nè. Bởi vì thấy chảy nước tùm lum hết. Và quán đó có giá là 60.000 một tô. Thì tô bánh canh hồi nãy mình kêu là 60. Là bánh canh nạc heo thôi. Thì các bạn ăn giò hay là ăn thập cẩm thì giá sẽ cao hơn. Và tô hủ tiếu nạc heo hồi nãy cũng là 60.000 luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy về Sài Gòn đây. Chúng ta sẽ đi thẳng quốc lộ 51 thôi. Trên đường về thì mình sẽ ghé vô trạm dừng chân Bò Sữa Long Thành. Trong này là một siêu thị tự chọn nè. Để mình vô coi có món gì. Thường thì trong đây sẽ có bánh tráng sữa.
bánh tráng sữa, kẹo sữa, rồi bánh tráng dạng nướng cũng có nữa. Kẹo sữa nè. Kẹo sữa. Kẹo sữa này là kẹo sữa Long Thành. Rồi để coi sản xuất ở đâu. À, sản xuất ở Đồng Nai luôn. Một bịch là có giá sẵn luôn nè, 50.000 một bịch. Mình sẽ lấy một bịch này về ăn. Cái này là kẹo sữa thôi, kẹo mềm. Còn đây là kẹo sữa sô-cô-la. Còn có loại kẹo sữa này nữa, nhiều loại ghê á. Cái này cũng sản xuất ở Đồng Nai luôn, cũng bò sữa luôn. Bịch này cũng 50. À, cũng là kẹo mềm ha. Vậy để coi coi, suy nghĩ coi lấy bịch nào. Nhìn nó cũng giống nhau. Thì giờ cầm trước bịch này đi. Trên đây là có bánh bía. Rồi có những cái loại đồ sấy khô nè. Có kẹo sữa mềm nữa. Bịch này thì rẻ hơn. Bánh bía. Đây là có bánh sữa nè. Bánh sữa. Nơi có thể thấy được bánh sữa trong. À, bánh sữa là nó ra như vậy rồi. Đóng trong từng cái bịch nhỏ cho từng cái. Khô mực. Này là bột sữa. Về pha uống. Cách sử dụng. À, về pha với nước ấm. Ngoài ra còn những món như là dâu nè, mứt dâu. Chúng ta có thể đem về pha uống được. Thạch dừa. Còn này là đồ đông lạnh. Mực. Có khô mực. Rồi bên này cũng có mấy cái bánh nữa nè. Đây là bánh tráng sữa. Để mình vô trong này coi. À, cũng là những cái loại bánh sữa thôi. Với bán đậu phộng. Đây có mấy cái món đồ mắm ruốc nè. Mắm. Hồi nhỏ mình thích cái bánh này lắm nè. Nhưng mà cái bánh lúc nhỏ ăn á, nó nhỏ hơn cái bánh này. Cái bánh này bự ghê á. Kêu bánh lỗ tai heo. Nên kêu bánh tai heo nè. Bánh lỗ tai heo á. Có cơm nữa nè. Cơm sầu riêng. Lạ ha. Thường là ăn cơm sữa. Giờ mình sẽ đi một vòng. Mình coi có gì mua được thì mình mua. Đem về ăn. Giờ mình đi qua bên khu trái cây. Ở đây bán nem. Bán các loại khô nữa. Rồi có khô nai nữa kìa. Đây là mít tố nữ. Cái này mít tố nữ không chị? Dạ. Cái này bán sao chị? Cái này 60 cái đó 50 à, 60 với 50 1 ký. Có hạt lép. Là tố nữ sầu riêng rất là thơm, ngon, béo ngọt. Tố nữ sầu riêng là nó lai hay sao chị? Đó vậy, nó thơm, ngon, béo, ngọt. Nó có vị đó đậm đà. Dạng như sầu riêng chín cây mình. À. Anh chị đi ngang qua đây thơm quá. Rồi thơm mít còn hôm qua thơm hút sầu riêng luôn. Ừ. Đó thì lựa mấy trái nếu mà lấy nhiều thì bớt. Dạ dạ. Mấy trái này là về ăn liền được chưa chị? Đúng rồi, ăn liền luôn, khỏi cần để mấy ngày đúng không? Lấy mọi thứ một trái. Trái này chắc được 1 ký nha. Hơn. Cái mít bên đây á, cái gai nó đâm ra nó dài hơn. Mít này á, cái gai nó thu lại nè. Hai cái loại, hai cái giống nó khác nhau. Mượn cầm lên so cái đó. Thấy cái này nè, cái gai nó nhọn hơn.
Này cái gai nó thấp hơn. Nó có mũ nữa. Cầm lên nó dính dính rít rít tay. Đây, chị chủ lựa cho mình hai trái để về ăn liền luôn. 3,2 kg. Rồi, hai trái 170 ha các bạn. Mua thêm hai trái mít về ăn. Giờ mình qua mua sữa uống cái. Nãy thấy có sữa bò tươi. Chúng ta có chai lớn, chai nhỏ nè. Chúng ta có thể tự lựa luôn ha. Đây là chai sữa tươi. Sữa tươi. Đâu để coi coi. Em ơi, chai này nhiêu vậy em? 35 hả? À không đường. Chai này có đường là cũng 35 hết luôn đúng không? Không đường 35. Có đường 35. Ủa chai lớn này nhiêu? 100 ngàn. Cái này là sữa tươi mình để được bao lâu? Uống trong tuần ấy. Uống trong tuần hả? Chai lớn này cũng vậy luôn, uống trong tuần luôn hả? Chai nào như thế nào. Rồi để coi coi. À, hạn sử dụng nè. Vậy để coi mua một chai uống. Này là không đường. Ủa này là có đường nè. Còn cái chai màu xanh xanh này là không đường. Mua thì các bạn chú ý ha. Người ta có ghi chữ không đường ở đây nè. Chai nhỏ này có đường hay không đường cũng là 35 ngàn chai. Còn chai lớn là 100 ngàn. Vậy lấy hai chai này em. Mình đã uống sữa xong. Giờ mình sẽ lên đường chạy về Sài Gòn tiếp. Thì sữa uống cũng rất là ngon. Sữa béo uống ngon và thơm lắm. Thì ngoài sữa ra mình có mua thêm kẹo sữa và cơm với mít để mang về ăn thêm. Giờ chúng ta đang chạy trên đường quốc lộ 51. Bữa nay là trời tối rồi. Đoạn này đường này thì cũng không có được tốt lắm. Chúng ta đi trời tối thì chạy tốc độ vừa phải thôi. Ở đường này là quốc lộ 51 á, có những cái bảng nè. Đó, bảng bắn tốc độ á, nhưng mà mình để ý là thấy chỉ có bắn tốc độ xe hơi thôi, không biết xe máy có bị bắn tốc độ không nữa. Nói chung là chúng ta cứ chạy đúng tốc độ quy định là được. Giờ mình sẽ tiếp tục chạy về Sài Gòn đây. Mình đã tới một chỗ để có thể quẹo trái. Nhưng mà xe hơi bị đông luôn á. Phải tấp qua. Chúng ta sẽ từ quốc lộ 51 quẹo trái. Ngay đây là ngã ba. Ở đây bảng hiệu ghi là ngã ba Nhân Trạch. Mình phải chờ cho xe hơi quẹo trái cùng chiều với mình, xe hơi cùng chiều với mình quẹo trái thì mình mới quẹo trái qua đường này được. Nếu không là chúng ta sẽ đụng qua những cái đường khác người ta đang được chạy á. Đường này có cái khu ở giữa bự lắm. Nó không phải là con lương, chỉ là một cái khu đất ở giữa thôi. Đoạn này thì chỉ có một đường thẳng dành cho cái lane đi thẳng. Đi đường này sẽ hướng về phà Cát Lái. Đây là bên Nhân Trạch, Đồng Nai. Đây là một trong những tuyến đường mà rất là nhiều người đi để có thể đi từ Sài Gòn đi Vũng Tàu. Bởi vì chúng ta không có đi theo cao tốc được, cao tốc chỉ dành cho xe hơi thôi. Nếu mà đi cao tốc á, thì chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Còn nếu các bạn đi theo những tuyến đường khác thì nó sẽ xa hơn. Đi phà Cát Lái qua đây là nhanh nhất. Ở đây là đường gì để mình coi một cái. Ở đây có chạm dừng chân bò sữa nữa. Đâu để mình ngó cái bảng coi. À
À, đây là đường 25B. Theo như cái bảng cửa hàng của ông ta đó là 25B. Thì trên bản đồ cũng là đường 25B luôn. Đường này thì đoạn này có vẻ hơi vắng, nhưng mà đi thêm đoạn nữa cũng sẽ đông lắm, không có sao đó. Mát mẻ cực kỳ luôn. Có bảng chỉ đường và các lái đi thẳng, ở phải vô xã Long Tân. Thì đoạn đường này lên đây là đường mở ra thành đại lộ luôn. Chỉ có đoạn này thôi. Chúng ta phải quẹo vô bên trong. Ở bên trái, tay trái mình nè, là để cho xe hơi chạy không à. Xe máy là phải vô đây. Khu này giờ lên đèn đẹp quá, sáng đẹp luôn. Ở đây đã là Nhân Trạch, Đồng Nai rồi. Phải mà con đường đi á, nó thẳng một mạch mà bự như vậy luôn thì nó sẽ rất là khỏe ha. Một cái bùng binh khổng lồ. Bùng binh được trang trí cũng đẹp nữa. Nó có những con đường nè, trang trí lên đèn, lên bông. Đoạn này là mình thấy trung tâm hành chính nhà nước nhiều. Rồi chuẩn bị. Lên đây là hết rồi đó. Hết con đường đẹp rồi. Chúng ta sẽ bước vào một đoạn đường, cũng là đường nhựa thôi, nhưng mà nó sẽ hơi mệt á. Giờ chỉ còn đèn có một bên thôi. Rồi ôm cua. Ôm trái qua. Ghê quá. Đã tới được xã Đại Phước. Rồi tới rồi đây. Vô đây thấy có con lươn là biết sắp tới rồi đó. Phà cát lái, hy vọng là có phà luôn, khỏi chờ. Nếu mà trễ chuyến hay là đủ xe rồi là phải chờ. Ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Để coi. Lên phà thôi. Lên phà cắt lái thì chúng ta phải chạy một vòng ra một đoạn xa luôn. Ở đây thì khúc cua nó cũng hơi gắt. Mọi người đi thì nhớ đi từ từ thôi. Gắt quá nguy hiểm lắm. Hồi đông dữ vậy. Đủ không? À, sao đủ? Sao đủ, sao đủ? Đông dữ. Đây phà chạy rồi. Đây là hướng Nhân Trạch, Đồng Nai. Chúng ta sẽ đi về Cát Lái, Sài Gòn. Hôm nay phà hơi đông. Rồi vẫn còn xe xuống nữa kìa. Mình thấy có một chiếc chạy thôi à. Đi qua đây ngắm. Đây là nhìn về Sài Gòn nè. Giờ trong đó đông quá rồi, không có chỗ nữa. Lên là vừa kịp chuyến luôn á. Nên chỉ có thể đứng ở đây ngắm cảnh ở phía sau thôi.
Đây là ngắm cảnh đêm trên sông. Phà đã tới bên Cát Lái. Thuộc đây là quận thành phố Thủ Đức nè, quận 2. Thì chuyến đi này cỡ chuyến phà là cỡ chừng có 5 phút. 5 phút tới 7 phút thôi. Đây cái dốc lên ghê này. Đã về tới Sài Gòn rồi. Xuống phà một cái là tới Sài Gòn. Ở bên tay phải mình là cảng Cát Lái á. Ra đây là đường Đồng Văn Cống. Đường Đồng Văn Cống thì có rất là nhiều xe lớn, xe container, xe tải, mà chủ yếu sẽ là container. Có cảng Cát Lái cho nên xe container ra vào thường xuyên luôn. Đó, chúng ta nhìn thấy đằng trước kìa, container bắt đầu xếp hàng vô cảng. À, bên tay phải mình là đường vô cảng nè. Xe đang vô cảng một đống. Quá chừng công luôn. Cảng Cát Lái. Ở đây là bùng binh Mỹ Thủy. Quẹo trái là đi về hướng cầu Phú Mỹ. Còn đây mình đi thẳng, đi đường Đồng Văn Cống. Giờ lên cầu Mỹ Thủy. Đi theo đường Đồng Văn Cống này sẽ ra đường Mai Chí Thọ, quận 2 của thành phố Thủ Đức. Và lên cầu Dòng Ông Tố 3. Chúng ta có thể nhìn xuống được những cái nhà bên dưới nè, có những khu nhà. Đó, đây là những tòa chung cư có người ở hết rồi kìa, sáng đèn hết rồi đó. Sắp ra tới đường Mai Chí Thọ rồi. Xe hơi thì được đi thẳng, còn mình đi xe máy thì mình phải quẹo xuống đây. Quẹo xuống đây nha. Muốn ra Mai Chí Thọ là để đi về hầm Thủ Thiêm á, là phải quẹo xuống đây. Còn đi thẳng là cũng ra Mai Chí Thọ luôn. Nhưng mà cái đó là đi về hướng xa lộ Hà Nội. Ở đây là đi về hầm Thủ Thiêm. Đường bên dưới cây cầu nãy nè, nãy mới chạy chển, giờ chạy xuống đây, xuống dưới chân cầu. Rồi và trở nên cùng chiều. Vô đây là cùng chiều. Xe máy chạy được hai bên luôn. Rồi giờ mình sẽ xi nhan để mình quẹo trái về hầm Thủ Thiêm. Đèn xanh, chúng ta quẹo trái. Đoạn này rất là dài. Đoạn này rất là bự chứ quên. Đường rất là bự. Xe máy thì chạy ở trong đây. Vô đây. Về tới đây là về tới Sài Gòn rồi. Chỉ cần đi thẳng đường Mai Chí Thọ là mình sẽ thẳng về hầm Thủ Thiêm. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây.
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khác. Bye bye.